Sa Tăng chương trình truyền hình thực tế về đầu tư khởi nghiệp, với mục đích kết nối các cá mập những nhà đầu tư mạo hiểm với những công ty khởi nghiệp ta tớ, đã chính thức khép lại mùa 3 với số đặc biệt phát sóng tối qua ngày 6 tháng 11. Nhiều con số ấn tượng đã được thống kê, trong đó có 43 ta tớ đã lên sóng truyền hình trong mùa 3, 28 thương vụ gọi vốn thành công, đạt tỷ lệ 65,12%, tăng nhẹ so với mùa 2. Mùa 3 ghi nhận tổng số tiền cam kết đầu tư kỷ lục lên tới 449,56 tỷ đồng. Con số này tăng gấp đôi mùa 2, gấp 4 lần mùa đầu tiên. Trong đó, Sa Nguyễn Thanh Diệt đã có sự thay đổi ngoạn mục từ tư duy đến hành động, trở thành hiện tượng của mùa 3. Vốn là vì Sa khá cẩn trọng, Sa Diệt bỗng biến thành cá mập tốc độ nhất mùa, với số tiền rót vốn nhiều nhất, 188,3 tỷ đồng. Trong tập đặc biệt, kết thúc mùa 3, dàn cá mập đã để lại ấn tượng cực mạnh với người xem khi đưa ra nhiều lời khuyên, câu nói vô cùng ấn tượng. Sa Nguyễn Hòa Bình, vị Sa lần đầu tham gia chương trình, có tổng số tiền cam kết đầu tư trong mùa 3 là 33,2 tỷ đồng chia sẻ cảm giác hại não, vừa mừng vừa lo khi tham gia đầu tư. Sa Bình chia sẻ, tôi mừng vì tinh thần máu lửa của các bạn trẻ khi khởi nghiệp, nhưng cũng lo vì trong số đó rất nhiều ta tớ vẫn còn mơ mộng, hay nói vui là ngáo, phi thực tế khi trong tay chưa có gì, đam mê sử dụng thuật ngữ công nghệ mà không biết mình là ai. Cũng từ đây, Sa Bình cho rằng một khi đã tham gia thương vụ bạc tỷ, các ta tớ phải biết chấp nhận hiện thực. Giống như trong quân đội có câu, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thì ở đây, khi tham gia Sa Tăng phải đổ mồ hôi nhiều, khi ra thương trường sẽ bớt đổ máu. Các bạn phải xác định những lời khuyên có khi hơi gắt hay sự phản biện của các Sa sẽ giúp các bạn tránh được nguy cơ thất bại. Sa Bình không quên gửi lời xin lỗi các ta tớ trẻ vì đã nhiều lần quá phũ và gắt. Đối với Sa Đỗ Liên, bà ngoại chia sẻ sự cảm phục dành cho các KOL, nhà khởi nghiệp trẻ vì những gì họ đã và đang làm được, điều mà Sa Liên thừa nhận bà chưa chắc đã có thể thực hiện khi ở độ tuổi đó. Được mệnh danh là nhà đầu tư nhân văn, luôn quan tâm đến những dự án cộng đồng, vì con người, bà ngoại được khán giả dành nhiều tình cảm dù chỉ mới lần đầu tham gia chương trình. Bà ngoại U60 tâm sự, tôi rất quan tâm đến con người, bởi việc lan tỏa hạnh phúc cũng rất quan trọng. Tôi chú ý nhiều đến cách nói chuyện, thể hiện được tâm huyết, trách nhiệm của ta tớ trẻ dành cho bản thân họ và cho cộng đồng, xã hội. Khi chúng ta đầu tư vào con người, thì giá cả, lợi nhuận không còn quan trọng. Sa Nguyễn Mạnh Dũng rời mùa 3 với 6 đinh cam kết đầu tư. Tuy nhiên, cá mập trẻ tuổi chia sẻ anh chưa thực sự hài lòng với bất kỳ dự án nào, bởi tất cả đều còn quá sớm để nói được điều gì và còn quá nhiều việc phải làm. Cá mập đưa ra lời khuyên của mình, ở góc độ ta tớ hay nhà đầu tư, thì việc thuyết trình cũng phải đúng trọng tâm và phải hiểu được người nghe muốn gì. Thông thường, người nghe sẽ bị cuốn hút bởi những con số ấn tượng, rõ ràng, mạch lạc nên các bạn phải chuẩn bị kỹ. Đặc biệt là những con số tăng trưởng, những gì các bạn đã làm được. Chứ nhiều khi tôi thấy các ta tớ nói về tiềm năng quá nhiều, thay vì nói về cách để đạt được những thành tựu. Nhắn nhủ đến các ta tớ mùa 4, Sa Dũng nói, làm gì cũng phải thực tế, giấc mơ lớn nhưng tùy từng thời điểm, các bạn phải suy nghĩ xem mình có thể làm được đến đâu. Sau mùa 3, Sa Nguyễn Thanh Diệt đúc kết vui rằng có lẽ thay vì làm nhà đầu tư, ông sẽ đi gọi vốn bởi đây là cách kiếm tiền rất nhanh, mùa này các ta tớ chuẩn bị tương đối tốt, nhưng lại có vấn đề lạm phát về giá. Tôi thấy hơi toán về khâu định giá, tôi đang tính có lẽ mùa sau tôi đi gọi vốn thôi, không làm Sa nữa. Kết thúc chương trình, Sa Diệt để lại nhiều câu nói đặc biệt ấn tượng, sâu sắc, mọi người gọi tôi là gì cũng được. Đôi khi 1.000 ngọn nến nhưng thắp sáng chỉ bằng 1 ngọn nến. Song sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Không quan trọng mọi người đánh giá mình như thế nào, quan trọng là mình đóng góp được gì cho cộng đồng, xã hội. Khi mình ném đá cũng phải chừa cho người ta một lối đi, hay đôi lúc chỉ một lời khuyên cũng giúp người khác rất nhiều. Tôi thì không thích tâm lý đám đông, nên chỗ nào hô khẩu hiệu nhiều quá thì tôi đi ngược lại. Đối với Sa Phạm Thanh Hương, vị Sa tự nhận muốn khoa thành tích rót vốn khá lớn trong mùa này, với 7 đinh cam kết đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
phần cuối tập đặc biệt, các cá mập đã đưa ra nhiều lời khuyên ý nghĩa, được khán giả vô cùng ngợi khen, ủng hộ. Đối với những người trẻ đang ấp ủ giấc mơ làm giàu, khởi nghiệp, Salim nhắn nhủ, tôi muốn các bạn trẻ cháy hết mình cho quốc gia khởi nghiệp Việt Nam. Hãy quyết tâm, kiên định và đừng bao giờ bỏ cuộc. Sa Nguyễn Thanh Diệt tuy không chia sẻ nhiều, nhưng ông đã dành lời khuyên tâm đắc, ngắn gọn mà để lại nhiều suy ngẫm dành cho các bạn trẻ, có những người cả đời chỉ làm ba việc, dối mình dối người và bị lừa dối. Mong các bạn sẽ làm được nhiều hơn ba việc đó. Sa Nguyễn Hòa Bình đưa ra lời nhắn nhủ nghiêng về kỹ thuật cho ta tớt mùa sau, hãy cụ thể, thực tế, đặc biệt là trong vấn đề định giá. Khi tham gia chương trình, các bạn phải lên cơ sở định giá chi tiết cho doanh nghiệp của mình. Một lời khuyên nữa là hãy học hỏi các doanh nghiệp trong Satan Mỹ, họ rất thực tế. Cuối cùng là Sa Phạm Thanh Hương, ông trích dẫn câu nói đang gây tranh cãi của mình, đã bắt đầu thì đừng nghĩ đến thất bại, cứ tiến lên và làm việc hết sức mình.